Rồi cô có một chút tâm sự cùng với lớp mình trước khi mà cô còn một tiết cuối cô dạy ở lớp mình. Thế trải qua 3 năm từ năm lớp 6, lớp 7, năm nay là chúng ta lên lớp 8. Lớp 8C cũng đã có rất là nhiều kỷ niệm đối với cô. Các con cùng là những học sinh rất là ngoan, chăm ngoan, học giỏi. Đấy, đa số là như thế. Thế chỉ còn lại là một số bạn trong giờ học đôi khi cô vẫn phải nhắc nhở về việc là ý thức học tập và chuẩn bị đồ dùng học tập. Đấy, tiết học này là tiết học cuối. Cô có một số cái cảm xúc với không những cô mà cô thấy rằng là đối với các con cũng nhiều bạn cũng đã bày tỏ cái cảm xúc và phát biểu cùng với cô. Thế trước khi là cô tạm biệt lớp mình, cô về cô nghỉ chế độ thì cô có một số cái tâm sự cùng với lớp mình. Cô mong lớp mình là giữ cái phong trào học tập từ lớp 6 cho đến bây giờ và các năm tiếp theo chúng ta cũng giữ cái phong trào học tập như bây giờ. Để tiết cuối của cô cũng mong rằng các con là trở thành những người học sinh, học trò, chăm ngoan, học giỏi và không phụ lòng mong mỏi của ông bà, bố mẹ và thầy cô. Thì chúng ta có đồng ý với cô như vậy không? Cho cô giáo một tràng pháo tay nào. Thế thay mặt lớp thì là bạn Ly có một số phát biểu cùng với cô nè, với các bạn nè, thay mặt lớp phát biểu chúc cô gì nè. Chúc cô sức khỏe và vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc trong gia đình. Rồi cô xin cảm ơn lớp trước khi ngừng lời thì cũng như là cái mong muốn của cô thì cô đã nói rồi. Thì xin chúc các con là sức khỏe và trở thành những người học trò chăm ngoan học giỏi, không phụ lòng mong mỏi của ông bà, cha mẹ và các thầy cô. Thế cuối giờ thì bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Cô rất là lưu luyến, thực sự là đến giờ phút này là cô rất là lưu luyến với lớp các em. Cô sẽ lưu video này để lớp mình cùng với cô làm kỷ niệm. Cuối cùng thì cô xin chào các con, tạm biệt các con nhé. Đây là tiết học cuối cùng, bài học cuối cùng cô dạy các con. Mong các con là phát huy tinh thần học tập.